Trồng và chăm sóc hoa sống đời ở Mỹ thật vui và say mê lắm. Đây là video mới của kênh Local 1040. Video này nằm trong loạt video theo chủ đề góc nhỏ vườn hoa gia đình hay còn gọi là góc nhỏ sân vườn đẹp phần 6. Mời mọi người có quan tâm cùng theo dõi. Theo nhiều người, cây sống đời là loại cây vừa có thể làm cây cảnh cho hoa nở rất đẹp mắt, vừa là một cây thuốc chữa bệnh hàng ngày đơn giản và hiệu quả. Một vài bí quyết nhỏ trồng cây sống đời mà bạn nên biết. Trước hết, ở Mỹ, người Việt mình hay trồng trong các chậu đủ loại, từ chậu bằng sành sứ cho đến bằng nhựa hay có khi là chậu cây. Sống đời là loại cây ưa sáng nên cần lựa chọn đặt chậu ở những nơi có ánh sáng chiếu với thời gian dài như cửa sổ, ban công. Nhiệt độ lý tưởng cho cây hoa phát triển tốt là khoảng 12,7 đến 32 độ C. Cây sống đời ưa phát triển ở nền đất tơi xốp, độ thoáng cao, nhiều mùn, chủ động tưới tiêu. Bạn có thể trộn một phần đất cộng với một phần phân chuồng như phân bò hay ở Mỹ còn có phân gà, sau đó cộng thêm với 7 phần cho chấu hoặc sơ dừa nếu có, cộng với 1kg lân và cộng với 1kg vừa bột. Nguyên liệu trồng cho vào 2 phần 3 chiều cao dụng cụ trồng là vừa. Cây sống đời thường có màu sắc hoa sống đời khá đa dạng, từ đỏ, hồng, vàng, cam. Ở Mỹ chủng loại đa dạng lắm, tha hồ cho bạn chọn mua về trồng. Theo kinh nghiệm của nhiều người ở Mỹ, cây sống đời là loại cây hoa ẩm nhưng không chịu ướt, do đó cần phải tưới nước vừa đủ cho cây, không được tưới quá nhiều, và khi trồng cây vào chậu cần lưu ý đến việc thoát nước của chậu cây, trung bình 3-4 ngày hãy tưới một lần. Khi tưới nước, cần chú ý là tưới chậm chậm và tưới xung quanh, dưới gốc cây, không tưới trực tiếp trên hoa hoặc lá, hoặc để nước đọng nhiều trên lá của cây hoa sống đời, loại bỏ hết nước đọng lại trong khay hoặc đĩa trồng để tránh làm úng và thối cây. Mỗi năm nên đổi chậu cây một lần. Có người nói trồng cây sống đời kết hợp với quan niệm về phong thủy rất thú vị. Nó thường là dạng cây bụi thấp, mọng nước và sống lâu năm. Lá cây mọc đối, phiến là dày, hoa phổ biến màu hồng hay đỏ. Tuy nhiên ngày nay với kỹ thuật lai giống tân tiến, loại cây này đã có rất nhiều màu sắc đa dạng và tây sinh. Là cây dùng để đắp lên vết bỏng, chính vì vậy mà nó còn có tên là cây chữa bỏng. Các loại cây sống đời thường có sức sống vô cùng bền bỉ, có sức chịu đựng tốt, khỏe, ưa nắng và có sức sống rất mạnh mẽ. Cây sống đời cũng rất dễ trồng, bạn không mất quá nhiều công sức để chăm sóc vì vốn dĩ nó là loại cây hoang dã. Bạn có thể trồng cây sống đời bằng cách bẻ hoặc cắt một lá già cắm xuống đất là được. Nó có thể tự mọc rễ và đâm chồi nảy nở rất nhanh. Đặc biệt, loại cây này còn có khả năng tạo cây con từ kẽ lá các khía của mép lá. Tuy nhiên khi trồng cây bạn cũng nên tránh để đất ngập úng. Chút ít lời mô tả có lẽ không thể nói hết lên vẻ đẹp các loài hoa sống đời và những kinh nghiệm hay để trồng và chăm sóc chúng. Sau đây mời các bạn xem tiếp video vui vẻ trong tiếng nhạc bay bổng.